thanh niên có bàn tay hư lén lấy đi một thứ không ngờ tới trong xóm trọ nghèo. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại toàn bộ cảnh tượng một nam thanh niên ăn trộm đồ lót nữ, thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, địa điểm xảy ra sự việc là tại một khu trọ vào giữa trưa. Người nam thanh niên khá cao ráo, ăn mặc lịch sự với áo dài tay đã tiến vào khu nhà trọ. Hắn tiến thẳng lại dây phơi quần áo, lấy chiếc váy phụ nữ xuống và trộm đồ chip bên trong. Sau đó, tên này quan sát và đi lại xung quanh thấy không có ai, lại tiến đến phía cửa sổ đang phơi nhiều quần áo của một căn phòng trọ khác, rồi bất ngờ với tay lấy tiếp một chiếc đồ lót của nữ khác và bỏ đi ra cổng. Thấy vẫn còn lưu luyến, tên này lại trở vào, lấy nốt đi chiếc chân váy của phụ nữ rồi mới bỏ đi. Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã cảm thấy lo lắng, nhất là các bạn nữ thường xuyên thuê trọ tại khu vực thưa thớt dân cư và những người lao động không thường xuyên ở nhà. Rất nhiều người cho rằng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không ngờ một nam thanh niên ăn mặc lịch sự lại có hành động như vậy. Ngoài ra, phần đông ý kiến vẫn là phản đối hành động của tên biến thái kia và kêu gọi mọi người tốt nhất nên tăng cường cảnh giác, bởi ngày hôm nay biến thái có thể chỉ đến trộm đồ lót, nhưng biết đâu hôm sau lại quay lại gây ra những chuyện khó lường hơn. Còn bạn thấy thế nào về màn trộm đồ lót táo bạo này? Comment bên dưới nha! Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị nhất.